Em đưa chị 500 này, chị thối trước giùm em. Em lấy mấy tờ? Em lấy 2 tờ. Ờ, để chị một chút, chị thối cho. Rồi chị gửi em. Rồi cảm ơn em. Em lấy 2 tờ nha. Ủa trời ơi lấy nó chứ thôi rồi. Trời ơi, giờ mới sao đây? Ông lấy của em hết trơn rồi chị ơi. Sao ai lấy? Cái ông đó lấy cái số của em hết trơn rồi chị ơi. Của em còn 70 tờ, ông nói em lấy 2 tờ mà bây giờ em đếm lại còn có 10 mấy tờ. Vậy là mất 50 mấy tờ với số đúng không? Dạ đúng rồi, giờ vốn liếng của em còn mà hồi nãy thấy nó trả tiền đàng hoàng mà. Dạ, trả em 2 tờ em thối lại có 20 ngàn à. Trời ơi, trả 20 ngàn lấy 50 mấy tờ. Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, vốn liếng của em 50 mấy tờ với số của con nhỏ. Trời ơi, khổ lắm luôn á. Em từ Bến Tre qua đây bán cho chị mưa gió. Rồi có nhà cửa con cái gì không? Dạ có, mà con em bị bại não. Trời em gửi người ta giữ giùm á, nên bán đi bán vé số rồi lấy tiền trả ra với mua sữa tả đâu cho con em. Ở chồng đâu? Chồng em anh bị tai nạn nên anh nằm tại chỗ rồi. Trời ơi, trời ông nội đâu có ác dễ sợ đâu mà gạt con tay như vậy. Ở nhà trọ hả? Dạ đúng rồi. Thì nóng nữa. Thôi nè, tạm trở đi. Chị ơi, em không lấy đâu chị ơi, kỳ lắm. Không cầm buộc phải cầm nữa, cầm đi được nhiêu hay nhiêu. Thôi, chị cho em 200 ngàn để đỡ đi nha. Ta không giúp được cái gì hết, có như đây thì cầm đi. Đi em cảm ơn chị. Em không cảm có tiền chị. Rồi sao ngày mai bán tiếp rồi tiền đâu lo cho chồng con. Cái này là em mượn của người ta làm vốn á, bán ngày nào thì mình trả mình lấy ngày đó. Mà giờ bữa nay bị vậy rồi giờ không còn vốn liếng gì nữa đâu chị. Ờ nín đi nín đi. Bây giờ nín đi đi ra bán tiếp đi, để kêu để về tới chiều ế đó. Nè tôi cho 500 lấy giấy số mới bán tiếp để kêu có tiền nuôi chồng nuôi con. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn mấy chị. Lần sau á em lên cẩn thận chút xíu nha, đâu phải lúc nào em gặp những mấy chị người ta cho em đâu. Rồi tiền vốn đâu mà mình bán nữa. Dạ em biết rồi. Nói chung ở đâu cũng vậy á, là mình phải cẩn thận hơn. Từ giờ ra ngoài đường biết ai tốt ai xấu đâu, biết không? Đó dạ. Phải cẩn thận vô đi mà lo mà giữ mấy số bán đi rồi về lấy con cái nữa. Dạ em cảm ơn chị. Trời ơi. Sao rồi? Hôm qua lấy được nhiêu? Cũng một. Ghi đi. Ủa? Cái con nhỏ bữa mình cho tiền nó mà ta. Mà hôm qua tao thấy mấy bà đó giàu lắm á nha. Chắc mày lừa được mớ tiền rồi đúng không? Mớ gì mà không mớ. Tao khóc chết luôn á. Mà mấy bà bèo lắm. Cho có vài trăm hà. Vài trăm là nhiêu? 1.800.000. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày có giấu bớt không? Không có đâu. Nghĩ sao mà giấu bớt gì. Ăn đồng chia đủ mà. Kế này là của mày. Tao làm vậy rồi ai làm với tao nữa, đúng không? Vậy sao mày không ráng diễn xíu cho mấy bà thương, mấy bà cho nhiều xíu? Trời ơi, tao khóc sưng hai con mắt luôn rồi. Tao muốn quỳ lết luôn rồi. Mà mấy bà còn không tin nữa. Mày nghĩ sao giờ? Xin tiền ta đâu có dễ đâu. Tụi mày dám lừa gạt tao hả? Tao quay clip lại nè, tao đưa lên công an ha. Quá trời rồi. Thôi mà tôi giờ chia đi. Bây giờ á, tao diễn xuất nhiều. Bây giờ 1.800.000 tao lấy 1.000.000, mày lấy 800. Tao bắt đầu mày giờ tao lấy 800 mày lấy 1.000.000 thì khôn quá. Kế thì kế của tao chứ bộ. Tao không nghĩ ra mày làm được không? Nhưng mà tao diễn nhiều, tao là người diễn nhiều. Tao khóc sưng mắt nè, tao kể lễ tao than. Tao là người bỏ công sức nhiều. Ủa mày mắc cười quá thì mày là đàn bà con gái. Mày vô cái vai này là hợp quá rồi. Không lẽ giờ tao đi gạt mấy bả ai tin? Mấy bả quýnh tao thì sao? 64 đi, cho mày thêm 100 nữa. Đều đi mày ơi, 5 năm đi. Ở nè, mày coi mày chia đi. Tao cũng không gành số nữa. Rồi. Đây. Đó. Rồi, con này là của tao rồi, cho mày mấy đồng lẻ luôn nè. Ê, mà tao thấy làm gì có ổn không mày? Có thắt đứt quá không?
thất đức gì mày ơi, ổn cho không? Cái nghề mình tao phải vậy mà. Tao sợ quá à, lỡ sợ có gì làm sao? Cái miệng của mày ăn mắm muối, có gì là có gì. Bây giờ tao nói mày nghe nè, mày không làm cái nghề này rồi mày lấy gì mày sống? Tiền đâu mà mày sống? À, thì ra hai đứa mày là đồng bọn của nhau. Đâu có đâu chị. Tụi mày chối nữa hả? Nãy giờ tao đứng ngoài kia tao quay clip của tụi bay hết rồi nè. Tao điện thoại cho công an bắt tụi bay nè. Chạy đi. Alo. Mình á còn tay còn chân, còn sức khỏe, mình nên làm những việc chân chính, đừng nên lừa đảo bà con như vậy. Đó là điều không đúng. Đừng có nghĩ trên phim mới có đâu nha. Ngoài đời cũng có đó.